ơi, cục không to mọi người ơi. Cũng đã. Và hùng lắm mọi người ạ. Rất là hùng. Hello chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Hoài An Vlog. Mấy luồng về người tranh thủ ghé kiếm luồng gỗ xíu. Thấy vừa toàn mà trời mới vừa mà tàu xuống núi rồi, thấy trước khi xuống núi trời bây giờ nhỏ lấy đồ nghề đi chừng xuống núi mất tiêu rồi mà tàu xuống núi rồi. Đây cho mọi người xem toàn sơ bộ này. Đây mà cũng khá là kìa, okay, rất to, khá là to đấy, mình thấy rất là to rồi. Đây mọi người thấy chưa, nằm trên cây keo, keo cũng khá là to nên trèo được. Đấy, mọi người nhớ đó xem thử dụ cục mặt nha. Cái này, cái kênh để ủng hộ mình nha. Bước chung để xem những toàn khổng lồ nhất mọi người. Đấy. Mũi trong mũi à. Mệt quá người ạ. Vâng mới về mũi nữa. Rất là to. Rất là mấy mũi mọi người nè. Đau thiệt. Trời ơi cục nó to mọi người ơi. Cũng đã. Và hùng lắm mọi người ạ. Rất là hùng. Quá. Thật sự cũng không thể được thở được luôn á. Bữa thấy phê chưa? Mặt này một gòn này, hơi gòn này, 50 phân rồi người. Mật đây mọi người. Ui giời.
giờ này một con này. Đấy, con rủi vẫn tròn tới đường đi luôn, thấy sướng chưa, cho người xem đi này. Đấy đấy, to lên này, rủi này vẫn giờ lên tới đường đi luôn này. Đấy, người thấy sướng chưa, thấy phê chưa, thấy sướng đón chưa. Đấy. Wow. Đấy, cận cảnh mọi người này. Đấy. Cho người xem bên đây này, khu phở bòn luôn nha mọi người. Wow, không to, miếng tầng cũng mới vừa lộn thôi. Ui, sụt mặt, không lấy mặt đó. Ui, cục mặt mọi người. Ủa, cua phở bò luôn nha mọi người. Rất là kinh khủng. Mọi người thấy cua rồi đó. Rất là kinh khủng luôn. Phải lấy hơi lằn rồi. Cua thấy mọi người à. Người tranh thủ. Cú gần hết rồi. Quá cho đi luôn nha mọi người. Hoa này mình không có thời gian lấy phấn hoa đâu, để biến mặt rồi. Ăn đồng quá người ạ. Một em. Ủa đồng tốt của 5 lít mặt thôi người. Mới vừa lồn thôi. Dễ sợ. Nhìn quá đông. Ủa thầy túi rồi mọi người ạ, túi túi cho nè. Mới lại để mình máy phót này mọi người, rất kinh điển. Ăn khó là không. Thank you.
chuyện vô chết mình liên tục nha mọi người, liên tục luôn, mình thấy là liên tục rồi đó. Cuối cùng cũng là xa. Ê ê, cuối gần thấy tụi mình rồi, bắt đầu trái sung quá chừng bị gì với mộng nhà ai cũng khóa lại cho không rớt này. Ban chuyện rất là hung người nào, rất là hung luôn, người xuống nhanh. Ủa rừng này, ủa rừng này bắt đầu à. Quả khúa sẽ giúp mình yểm trợ mình xuống. Chết mẹ rồi, con tục rồi, con tục cuốt rồi, phải nhẹ nhõm quá cuốt rồi. Ai dạ, chết mẹ kẹp ngang, kẹp ngang con tôi chết chứ. Đây, đổ ra nè mọi người. Mặt là khỏi phải núi luôn. Đấy, rất là to, rất là đỏ luôn. Đây cũng tịch cốt trên 5 lít nè mọi người. Trên 5 lít. Rất tuyệt vời luôn. Đấy, chập lên rốc ra mặt mình lên trên mọi người ha. Nã túi quá này mình không qua hết được. Túi quá. À quất mình từ lừa luôn. Qua nó khó là không. Không bị chấm mẹ đó. Đây, lượm hết con một lượm pháo hoa rồi mọi người, nó xíu chập nữa luôn. Hết pháo hoa này, nó xíu pháo hoa. Đây, một cái trang rất là đẹp. Đấy, mọi người thấy chưa? Wow, đẹp. Đấy, mua thì mình để link dưới phần mô tả nè. Thương thủ dưới phần mô tả. Bây giờ mình để trên màn hình luôn đấy, dán trên cái đoạn video này. Mọi người nhớ xem, đấy, muốn mua thì ấy. Nó bắt đầu ok này, đấy. Khi mà bật lồng một tay số bộ tay y tế rất là sạch luôn nè, bộ tay mới luôn. Mua hộp nguyên về, hộp nó tầm cơ 90.000 á, trăm đôi. Đây về lồng thỏ mới luôn, rất là sạch luôn. Đấy, mặt rất là đẹp luôn, mặt rất là giò luôn. Đấy. Mặt cũng giò, qua nó mặt giò mọi người. Đó chưa? Về tay 5 lít mà bò hề. Cô chứ mà. Cô đi là thái thái. Đó. Đó. Kêu vòng vòng xí được. Nhưng mà nó cái tôm. Được. Cái cục nữa.
mà nó có thảo được không? Cái thảo mà hôm bữa ông bỏ phía mặt cái kìa. Không, thôi thôi, tôi bên kia. À, đưa thảo luôn, đổ luôn cho ông qua nhầm rượu luôn. Đó, phải nó luôn đi. Khúc bạc này mình tách trong hơi người, có hơi mạt, đấy. Đây bạc này này, đấy, mình tách cái hơi mạt này, cái này xong xong lần giữa này. Này này, nó cứng, hơi cứng. Tách cái gì, gì bác luôn rồi. À, để cho, con bé. Mở nắp luôn đi. Còn chị nha. Còn chị nha. Để xe đi. Hả? Để xe đi ra thành đi. Anh mà thích nhỏ không á. Hai chị. Đúng vô anh ăn trộm. Ai mua đồ bị vậy hả? Không có một bữa ta. Đúng vô anh đồng mình anh không em. Ồ, mình à. Thì... Tên Nam X. Tên Nam X. Tên Nam X. Ủa đi mà đã để trên cỡ khoảng 5 ngày nữa nằm lấy gió cũng gần chục lít nha mọi người. Gió nó đó. Vì quả rất là to quá mới vừa lộn lộn thôi mà. Mặt rất kinh điển luôn. Quân rất là đông luôn. Đông như Trung Quốc á. Con những nhật mặt nhiều nhanh. Mày bắt cái tay thái thái mở mắt hẳn. Đấy, thấy chưa? Có đẹp luôn. Ở của bọn đó. Rồi. Thấy cái giận bỏ này nha, giận nó tận. Nhéo cây. Ừ? Nhéo cây. Đây, đậu bát sang nha mọi người. Đấy, đó cho lên chơi rồi đó. Đấy, được 4 em. Tổng cộng là 6 lít mặt. Mỗi chiều đầy may mắn nha mọi người. Đấy, mình kết thúc clip ở đây, mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình ngay, bấm chuông để xem những toàn mới nhất. Đấy, cảm ơn người rất là nhiều. Còn muốn mua mặt thì mình để dưới trên màn hình dưới phần mô tả nha.